Theo đó, nước này sẽ hạ thuế nhập khẩu đối với 850 mặt hàng kể từ ngày 1 tháng 1 tới, trong đó có mặt hàng thịt lợn và quả bơ đông lạnh. Ngoài ra, một số sản phẩm công nghệ thông tin sẽ được giảm thuế hơn nữa từ ngày 1 tháng 7. Những điều chỉnh về thuế nhập khẩu lần này là theo tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, các hội nghị toàn thể lần thứ 2, thứ 3 và thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Trung Quốc khóa 19 và Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương.